hôm nay đã có một tên thần chết đến nói với mình rằng mình đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa và mình sẽ được di chuyển tới địa ngục. What? Xin chào, mình là Karen đây và chào mà mọi người đã quay trở lại đến với một video nếu Karen có cuộc sống từ khi chết đi, xuống địa ngục và lên thiên đàng. Hôm nay mình đã gặp một thảm họa cực kỳ lớn, đó chính là mình đã bị một tên cướp đột nhập vào nhà và sau đó hắn ta đã làm cho mình không còn tồn tại nữa. Nhưng mà điều mà sốc hơn đó chính là mình đã được gặp Diêm Vương ở thế giới địa ngục. Oh my god. Và sau khi mình đã chờ cho tới 1000 năm sau thì mình đã có thể luân hồi và trở thành thiên thần ở thế giới thiên đàng rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem cuộc sống của Karen sẽ như thế nào nhé. Anh ấy, nếu bạn là đã xem video này thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và bấm subscribe nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video tên nào. Let's go. Nơ 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 nơ. Rửa chén nè. Rồi sau đó là chuẩn bị đồ ăn nè. Uầy, ok. Hôm nay lại là một buổi sáng nữa của mình rồi các bạn ơi. Ủa mà quên nữa. Và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Minecraft nữa của mình. Yes. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lấy một cái chuông cũng như là theo dõi những trang mạng xã hội khác mình, như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình nha mọi người ơi. Ok anh em ơi, thì ngày hôm nay á lại là một buổi sáng nữa rồi. Hôm bữa giờ á, ở ngoài đường của chúng ta á, là các bạn có thể biết á là đại dịch đang rất là hoành hành luôn, nên là mình không có bán được gì hết trơn đó. Hôm nay á là trong làng Hero Team Minecraft tôi thấy nó đỡ đỡ được tí á, cái tôi mới kiểu ê nhóc, chào nhóc. Ai kìa bánh coi. Vâng, xin chào quý khách ạ. Xin chào quý khách. Ôi trời đất ơi mấy bạn ơi, vừa mới buổi sáng á, mới mở quán thôi mà bây giờ đã có khách rồi anh em ơi. Wow, trời đất ơi, đáng quý quá, đáng quý quá. Nhưng mà hình như mặt về hình khách này nhìn Ê bạn, em thấy là chưa xong cái bánh nó sao vậy? À dạ vâng ạ, à, dạ vâng, em xin phép lấy bánh cho anh ngay ạ. À. Vâng. Ui trời ơi, khách gì mà mới làm buổi sáng. Chặt lề mề. Ui trời, buổi sáng thôi mà khách làm cái gì mà căng như vậy? Dạ, đây ạ, à, dạ đây anh khách ạ. À. Đây em xin giới thiệu với anh, đây là bánh, một cái bánh rất là tốt cho buổi sáng luôn anh. Đây là ngũ cốc. À quên. Ông ăn ngũ cốc chỉ có trẻ con thôi. Dạ đây ạ, à, vâng thưa anh, đây là bánh kem của anh đây ạ. À. Vâng, chúc anh ngon miệng nha anh. Dạ, chúc anh ngon miệng. Cho thêm xin chút rượu bia gì đấy nhở. À, dạ anh ơi, quán của em á là không có được uống, gọi là những cái nước uống có cồn á. Ủa mấy bạn mà đang coi video này á, mấy bạn đừng có bao giờ á mà học theo cái anh này á mà uống những cái nước nào mà có cồn nha, rất là có hại cho sức khỏe luôn á. À, dạ anh. Ê, không cảm giúp em thì cho xin chai chai nước ngọt coi nè. À dạ vâng, chai nước ngọt. Nước ngọt nha. Nước ngọt. Từ vô kiểm tra coi. Ôi quên rồi anh em ơi, mình quên chuẩn bị nước ngọt rồi. Dạ anh ơi, em quán em hôm nay quên chuẩn bị nước ngọt rồi. Anh không cảm ăn bánh giúp em nha. Cái gì đấy, ăn bánh mà không có nước tôi bị nhớt, tôi bị mắc thì sao hả? À, dạ, nhìn cái bánh này khô quá, khúc ta làm sao mà ăn mà không có nước được hả? À, dạ anh không cảm giúp em ạ. Dạ anh không cảm giúp em nha. Dạ thông cảm cái gì mà thông cảm, ở đây chúng tôi không thông cảm nhá. Có ngon á thì lừa cái dạ. Nước này không nói nhiều nha. À, bây giờ là ăn là cảm thấy miệng khô khốc lắm rồi nè. Dạ anh trai, anh trai làm vậy á thì khác gì ăn cướp đâu anh trai. Cướp đâu mà ăn cướp, đây là tôi đang hỏi menu nhá. Và menu rõ ràng là ghi là có nước, bây giờ phục vụ bảo là không có nước, rốt cuộc là muốn cái gì? Dạ anh trai không cảm cho em, anh trai cất cái kiếm luôn. Trời ơi, dạ em còn gửi cảm cái gì không còn nhanh lên. Dạ bổ em còn gọi là vợ con, vợ con được cái thứ nữa. Trời ơi anh trai không cảm cho em đi mà anh trai. Không cảm cái gì? Không cảm không? Dạ. Rồi ơi, anh trai bình tĩnh, bình tĩnh. Mình rất nhanh đẩy vào đấy không? Ây da! Có lấy không? Như thế à? Ủa? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? À, hình như là mình nhớ rồi. Hình như là hồi nãy có một cái tên cướp này rồi phải. Hắn ta đã vô bên trong quán của mình, rồi sau đó quậy quá trời luôn. Ồ hình như là hắn bỏ đi rồi. Ủa từ để coi có mất mát đồ đạc gì không. Ủa hình như là không có mất mát đồ đạc gì hết trơn đó các bạn ơi. Ồ PC của mình vẫn còn nè, rồi sau đó là tất cả mọi thứ vẫn còn luôn nè. Ồ vậy mà cái tên cướp đó
ngày nào á mà tôi gặp lại cái tên đó chắc chắn á là tôi sẽ cho hắn một đấm luôn cho coi á, thiệt tình luôn á. Quán người ta bế mở buổi sáng chưa ai tới ủng hộ tới phá rồi. Ê ô, mà quên nữa, hình như á là hôm nay Sammy á có kêu mình á là giao bánh tới nhà của Sammy, bởi vì là Sammy hôm nay á là hơi bị thèm bánh của quán mình luôn. Ui quên nữa, vô đây lấy bánh mới được, đây đây, ok, lấy bánh giao tới nhà của Sammy đó nào. Woo, trời đất ơi, hồi sáng ta nói nó xui gì đâu luôn á trời. Nhưng mà thôi không sao, dù sao thì bây giờ mình cũng phải thực hiện tiếp công việc của mình thôi. Ok, nhà của Sammy đây rồi. Hey, woo, woo. Tưng tưng, có ai nhà không? Tưng tưng. Chờ xíu, trời ơi. Ủa, đồ rồi. Tưng tưng. Trời ơi, ai nhấn chuông vậy ta? Hello, Sam. Hello. Ủa, sao không có ai vậy ta? Hello. Kì á. Ủa, Sam ơi. Khổ ghê à, tự nhiên chả có ai á. Ai vậy? Ủa, Sam ơi. Ủa, sao cái chuông tự bật vậy? À trời ơi, cái chuông nó hư khổ ghê, thôi đập cái chuông luôn đó. Ủa? Trời ơi, chuông hư tí là chuông ơi. Ủa Sam ơi, em đứng trước mặt là Sam một tay rồi Sam ơi. Alo. Ủa. Các bạn ơi, hồi nãy giờ mình mới để ý là bây giờ cơ thể của mình đã bị làm mờ đi rồi. Chẳng phải đây là dấu hiệu cho việc mình đã không đúng, làm sao mà tôi có thể gọi là qua đời một cách nhanh chóng như vậy được. Từ từ, Sam ơi nghe em không? Sam ơi, chị nghe em nói gì? Sam ơi trời ơi, cái gì vậy trời, chuột đâu ra vậy? Sam ơi, nhà Sam có cướp kìa. Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta. Hả? Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta. Ngươi là ai? Ta chính là thần chết. Và thế giới của ta chính là thế giới dành cho người chết. Cái gì? Ngươi là thần chết hả? Đúng vậy. Tại sao ngươi lại không có mặt vậy? Mặt của ngươi là một bầu trời tối đen luôn á. Chính xác luôn. Không ai có thể nhìn thấy được mặt ta cả, kể cả ta cũng không nhìn thấy. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ngươi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nên ngươi đừng cố gắng cố níu vào những cái gì đó ở trên thế giới này. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta và làm theo những lời ta nói. Nè anh bạn, đừng có nói giỡn nghe nha. Tôi còn rất là trẻ luôn á, mà làm sao tôi có thể gọi đâu qua đời như vậy được. Hồi nãy tôi vẫn còn tỉnh dậy mà, đúng không Sam? Sam ơi, alo. Làm sao mà họ thấy được ngươi được? Ngươi nghĩ gì à? Từ nãy giờ ngươi gọi cô ta bao nhiêu lần rồi? Cô ta có trả lời ngươi lần nào không? Ngon quá. Thật sao? Sam không thấy được mình. Vậy ngươi thật sự là thần chết sao? Nhưng mà tại sao ta lại chết chứ? Sao ngươi chết hả? Chờ xíu để ta tra xem nào. Ôi trời đất ơi, thanh niên xấu số. Làm sao bị cái thằng cướp nó đến nó ăn cướp xong rồi làm sao lại đứng ở đây luôn này? Vậy là thật sự là bây giờ tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này sao? Đúng vậy, giờ đi theo ta đi. Trời ơi, giờ ngươi có thể xuyên được, ngươi có thể làm được mọi thứ mà. Có phải thế thú không nào? Vậy là bây giờ mấy bạn ơi, mình không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Và bây giờ mình sẽ phải đi theo thần chết. Ủa, bây giờ mình đi đâu ở thần chết? Đi đâu thì cứ đi rồi không biết. Bây giờ hỏi làm gì? Đi thôi, trời ơi, tôi ơi. Xịp ơi, em đôi tim ơi, buồn quá. Đây, giới thiệu với người, đây chính là địa ngục. Địa ngục? Nơi những con người có tội thì sẽ phải đến đây và nhận phán xét cuối cùng của cuộc đời mình. Ủa, địa ngục? Ủa khoan đã, nè, thần chết, tại sao tôi phải tới địa ngục chứ? Đáng lẽ tôi á là làm việc rất là nhiều việc tốt ở trên trần gian luôn á, tôi phải lên thiên đàng chứ. Lên thiên đàng hay dưới địa ngục, đấy là do ngươi, chứ không phải là do ta, nên cũng đừng hỏi ta. Ủa? Và việc của ta chỉ là đến đây thôi, ta chỉ có thể đưa ngươi được đến đây. Và việc sau đó thì ngươi sẽ phải tự tìm Diêm Vương và sau đó nói chuyện với ông ta. Và ông ta sẽ cho ngươi phán quyết cuối cùng.
Cái gì? Tới gặp Diêm Vương sao? Trời đất ơi mấy bạn ơi, mình không ngờ là lại có một ngày là mình sẽ phải đi tới địa ngục luôn á, rồi sau đó là bị phán tội nữa. Khoan đã, tôi nhớ là ở trên cuộc đời tôi làm rất là nhiều việc tốt luôn à mọi người, mà sao bây giờ mình lại bị đày xuống đây? Bởi vì vậy cho nên những bạn nào mà đang coi video này á, các bạn hãy gọi là cố gắng giúp đỡ những người nào khó khăn trong cuộc sống nha. Thần chết rồi, vậy là ngài chỉ hệ tiễn tôi được tới đây rồi sao? Đúng vậy, còn lại con đường sau đó là do người quyết định. Người có thể dễ trái, dễ phải, dễ lên, dễ xuống. Đi đâu cũng được. Ôi, vậy giờ tôi đi đâu giờ? Đi đâu được, thích đi đâu thì đi đâu. Cái... thích đi đâu đi luôn hả? Đúng rồi, sợ gì thì cũng tìm thấy Diêm Vương thôi, yên tâm, cứ đi đi. Vậy thì tạm biệt thần chết tôi đi đi. Ui trời đất ơi, bên dưới kia toàn là lava. Tạm biệt ngài, tạm biệt. Ta thấy ngươi có vẻ là tốt thì ta sẽ cho ngươi một cái gợi ý nho nhỏ. Ngươi sẽ nhảy xuống lava đi, ngươi sẽ tìm thấy Diêm Vương nhanh thôi. Cái gì vậy? Cái gì, tại sao lại bắt tôi nhảy xuống lava là sao? Trời ơi, đây là địa ngục anh trai ơi, đây là địa ngục đó. Thì chỗ nào nguy hiểm thì chỗ đấy là an toàn nhất đó anh trai. Tính ra đây là địa ngục mà. Dù sao nếu mà mình đã cũng đã bị đẩy xuống địa ngục rồi thì đâu có việc gì là không thể nữa đâu. Ok, tôi sẽ nghe lời anh trai. Đi đây. Ui rồi. Trời ơi, tên thần chết nói với mình á là chỉ cần nhảy xuống lava thôi á là có thể tới được nơi của Diêm Vương rồi. Ui nhưng mà công nhận á là mình nhảy xuống đây á mình không có bị gì luôn. Tại vì mình là người dưới địa ngục rồi mà. Ôi trời. Cái gì vậy? Sao cơ thể của mình lại bị đổi thành? Đây là cơ thể của mình sao? Mình còn mọc thêm cánh của địa ngục nữa nè mấy bạn ơi. Đây là cơ thể của mình khi mà mình biến thành gọi là những con quái vật bên dưới địa ngục sao? Trời ơi ba mẹ ơi, con có lỗi với ba mẹ mà. Ôi nhưng mà bây giờ dù sao mình cũng phải đi tới gặp Diêm Vương để nói với ngài ấy rằng là mình là một người rất là tốt, làm rất là nhiều việc tốt á, để xin ngài ấy tha thứ thôi. Đi thôi. Anh chưa ở đằng kia chính là ngài Diêm Vương. Wow, thì ra là ngài Diêm Vương có hình dạng như vậy sao? Ok, tới kia mới được. Sao chưa muốn đánh bạc? Ui, bốn ông sáng sao? Ui, năm ông sáu ông? Ui, nhiều ông quá trời ơi. Đây có phải là Diêm Vương vậy? Đây phải Diêm Vương vậy mọi người? Dạ, con xin chào ngài Diêm Vương ạ. Xin chào ngài Diêm Vương. Ngươi là ai vậy? Sao nhìn ngươi lạ hoắc vậy? Dạ, con là một người vừa mới không còn tồn tại trên thế giới trên kia nữa, cho nên mới bị đẩy xuống địa ngục á. Mà cái tên thần chết nói với con rằng á là phải đi tới đây. Con tên là Cairon không? Dạ đúng rồi, con tên là Cairon nè, hơi Diêm Vương. Dạ. Thì ra ngươi là Cairon à? Ta ngươi cũng có nghe danh ngươi ở dưới này rồi. Hình như là cái thằng gì mà ta đánh bé mưa nè, rồi trêu chọc người yêu này, cái gì mà rồi còn gì đó đúng không? Cái gì? Ủa, ngài là Diêm Vương mà ngài cũng biết con ở trên trần gian luôn hả? Sao kỳ vậy? Trời ơi, ở đây ta sổ sách của ta có nhiều lắm. Mấy cái đứa nào mà có bệnh, cái gì ta có gọi là tật xấu nhiều nè. Mấy cái đứa nào mà làm việc không tốt nè, tao ghi hết ở đây. Tên của ngươi là đứng đầu luôn ta. Ủa nhưng mà rõ ràng là ở trên thế giới trần gian con làm điều rất là nhiều điều tốt luôn mà ngài Diêm Vương, mong ngài suy xét lại. Ở đây chỉ có ghi điều xấu thôi, không ghi điều tốt. Muốn điều tốt thì lên trên được nhá, trên đây địa ngục nhá. Ủa vậy điều xấu trong này của con là tổng cộng có bao nhiêu điều vậy? Ngài Diêm Vương có thể đọc cho con nghe được không? Từ từ để xem mấy trang đã. Từ từ nhiều lắm. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, đi đây, 10 trang. Mời trang luôn. Mời trang luôn. Để ta đọc cái bệnh tội nặng nhất xem nào. Tội nặng nhất à? Ây giời ơi, tội lười biếng. Trời ơi, ở nhà chắc là trên kia ở nhà hay là hay ngủ đúng không? Hay chơi game đúng không? Không học bài đúng không? Công nhận là mình lười biếng thiệt. Thôi được rồi, ngài Diêm Vương ơi, ngài không cần phải nói nữa đâu. Dù sao thì con thấy là bây giờ con cũng lên xứng đáng nhận được những tội lỗi như thế này. Nhưng mà con vẫn có một cái điều ước nho nhỏ thôi muốn xin ngài Diêm Vương, đó chính là sau khi con chịu tội được ở đây á, không biết là con có thể lên thiên đàng được hay không hả ngài Diêm Vương? Chưa nghe phán quyết mà đã đòi lên trên thiên đường rồi, cơ nghĩ gì cơ?
Dạ, con xin lỗi. Nhưng mà thôi được rồi, ngài Diêm Vương ơi, ngài cứ xét tội cho con đi, con sẽ gánh hết những tội lỗi của con. Gánh hết đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thường đi chắc là người ta bảo đâu, tôi có bao giờ làm việc đấy đâu, hay nhảy được là được giảm tội, đây lại nhận hết cả. Chỗ ở đâu ra cái thằng ngu ngốc khác. Dạ có thể là con ngu ngốc, nhưng mà con dù sao á thì con đã xuống đây rồi thì chắc chắn là ở trên trần gian con đã rất là lười biếng, con không chịu học tập, con không chịu kiểu giống như á là chăm sóc, không chịu quan tâm đến người này người kia, nên con mới bị đày xuống đây, nên là con xin nhận hết trách nhiệm mà. Nhận hết trách nhiệm cả. Thôi được rồi, vì ngươi là nhận hết trách nhiệm nên là ta cũng gọi là phạt hết trách nhiệm luôn, ok? Sau qua những tội danh 10 trang này thì ta sẽ phạt ngươi là sẽ ở lại địa ngục mãi mãi và phục vụ cho tiểu quỷ của ta. Địa ngục mãi mãi. Đúng rồi, thì ai bảo ngươi muốn nhận hết tội, không nhận hết thì phải nhận ta phạt hết rồi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy bây giờ con phải làm gì đây thôi Diêm Vương? Đấy, đây nè, thấy cái ruộng gì không? Trồng ruộng đi con, rồi đi kiểu, nếu mà thấy cái tiểu quỷ nào mà nó yêu cầu cái gì thì làm theo. Thế ví dụ nó bảo phải bưng bê rồi là rửa bát rồi là gì ta, dọn bô thì cũng phải làm thôi, gì đâu. Dạ, con biết. Trời đất ơi, khổ quá mấy bạn ơi. Bởi vậy á, sau này mấy bạn nhớ làm nhiều việc tốt lên nha, đừng có lười biếng như Kayon nha. Giờ Kayon xuống đây á, bị bắt đi trồng rau. Bởi vậy giờ khổ lắm. Xuống đây á, Diêm Vương bắt mình á là phải dọn vệ sinh đồ các thứ luôn nè. Trời ơi, ở trên kia ngày nào. Đây chẳng phải. Ủa các bạn ơi, đây chẳng phải là tiểu quỷ sao? Chào tiểu quỷ nha. Tiểu quỷ đang đi chơi hả? Ủa, ai vậy? Tôi là Kayon, mới xuống địa ngục thực tập được một ngày à. Thực tập làm việc gì mới được chứ? Bình thường ở đây ai cũng có nhiệm vụ hết trơn, nhưng mà đây là chưa bao giờ thấy cái người làm mình đỏ mà là xấu xấu như thế này đâu nha. Gì xấu trời. Tôi xuống đây là để tôi dọn vệ sinh cho ngài Diêm Vương á. Dọn vệ sinh à? Ủa thế tôi có được sai gì không? Nãy ngài Diêm Vương như có nói với mình là được sai sao á? Dạ được chứ. Được hả? Ôi trời ơi, tốt thế, bây giờ kiếm đồ ăn cho ta đi. Ta đang đói nè. Không kiếm đồ ăn. Bây giờ nhà của ta đang cần sửa, đi sửa nhà đi. Vậy? Mà làm gì bây giờ ta? Rau mùa đang thiếu thức ăn ở dưới địa ngục quá, đi trồng đồ ăn đi. Dạ, đi trồng ngay à, dạ đi trồng ngay à. Tiểu quỷ, bắt nạt mình. Trời. Dạ, không có. Dạ, không có. Dạ, không có. Này, nói cho mà nghe nha, đây là tôi là có quyền sai nha. Đừng có vậy là kiểu gọi là gì ta, cái gì nhỉ, tổn thương gọi là gì đấy, khóc lóc về nhau nha. Ở đây không có khóc lóc về nhau đâu, mà là cũng làm gì có nước mắt ở dưới này đâu. Dạ, biết rồi, thôi biết rồi. Biết, nói với là bạn nghe đây, còn biết cái gì? Dạ biết rồi, thôi đi đây, đi. Nghe là làm việc gặp tràn chạp lề mà lề mề hết mọi người. Đây là quỷ, không phải là rùa nhá. Nghe chưa? Ủa mình đang đâu vậy? Ủa mình đang đâu vậy trời? Mình nhớ lúc nãy mình vẫn còn đang ở địa ngục mà các bạn ơi. What the hell? Ủa khoan đã, hình như là cái gì vậy? Mình đã trở thành thiên thần rồi nè. Wow, oh my god mọi người ơi, mình đã trở thành thiên thần rồi nè. Tại sao hồi nãy mình vẫn còn đang bị đầy dưới bên dưới địa ngục mà bây giờ mình đã biến thành thiên thần rồi? Mình phải đi vòng vòng chỗ này coi mới được. Wow, thì ra đây chính là thế giới của thiên đàng các bạn ơi. Mình còn có cái cánh sau lưng nữa nè, trời đất ơi. Đây chẳng phải là tượng nữ thần sao? Ui trời đất ơi, mừng quá các bạn ơi. Thiên thần. Chào cậu. Chào. Mừng cậu đã đến với thế giới thiên đường. Ủa cái gì, chúc mừng cậu đi đến thế giới thiên đường hả? Là thật luôn á hả? Đúng nhưng mà rồi. Khoan đã, hồi nãy cho tôi hỏi á, là hồi nãy tôi nhớ rõ ràng á là mình đang bị đậy bên dưới địa ngục mà, tại sao bây giờ tôi lại được đi tới thiên đàng vậy? Tại vì tôi thấy cậu là một người rất xứng đáng ở thiên đàng, cậu là người rất là tốt. Nên tôi có đặt cho cậu lên thiên đàng và làm thiên thần luôn. Ủa cái gì, tôi là một người rất tốt sao?
Nhưng mà rõ ràng á là ngài Diêm Vương với lại thần chết á nói á là tôi á là một con người hồi sống á đã rất là kiểu giống như lười biếng nè, rồi hay đi bắt nạt bé mưa nè, rồi sau đó là hay trêu chọc Simmy nữa nè, cho nên làm sao mà tôi có thể lên thiên đàng được đây? Biết là vậy, nhưng mà cậu ở dưới địa ngục cậu đã cải tà quy chánh, cậu rất là chăm chỉ nên tôi quyết định cho cậu lên làm thiên thần luôn. Chúc mừng cậu. Ủa, thật như vậy sao? Vậy là tôi đã thay đổi rồi. Ồ các bạn đúng ơi. Đúng rồi. Vậy là mình đã thay đổi được rồi, cho nên là mình mới được trở thành thiên thần. Wow. Đúng vậy. Đó, wow. Đây là thế giới thiên thường, thiên thần, tôi nói lộn. Wow. Thiên thần. Thì ra đây chính là thế giới thiên đàng. Ôi, bây giờ cô có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng được không? Với lại là chỉ tôi sử dụng cái cánh bay này được không? Đây, tất nhiên bây giờ cậu chỉ cần lấy đà thôi, nhìn tôi nè. Đó, lấy đà. Một hay ạ. Wow, trời đất ơi, sướng như trời. Lấy đà đúng không? Một, đúng rồi. Hai, ba. Ây da, trời ơi, cắm đầu xuống đầu. Trời ơi, cắm đầu xuống đây luôn trời. Cái gì vậy? Trời ơi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Cậu sẽ bay được mà. Đó, bay đi, bay đi. Đứng từ xa chạy tới rồi bay luôn. Đó. Ok, ok, ok. Đứng từ xa chạy tới bay đúng không? Một, hai, ba. Wow. Thấy chưa? Bay được rồi, bay được rồi. Wow! Chào mừng đến với thiên đường. Wow, các bạn ơi, mình bay được rồi nè mọi người. Wow, thì ra đây chính là cảm giác của một thiên thần sao? Wow! Cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã trở thành thiên thần rồi anh em ơi. Wow, trời đất ơi, vậy đó mà mình cứ tưởng đâu á là cuộc đời của mình sẽ bị đầy ở bên dưới địa ngục mãi mãi chứ. Nhưng mà không ngờ á là mình đã cải tạo quy chánh nên là cái cô nàng thiên thần này á đã quyết định kéo mình về và sau đó biến mình trở thành thiên thần luôn. Wow, cảm ơn cô nhiều nha. Trời đất ơi, nếu mà không có cô tôi mới tính sao luôn á trời. Nói chung là anh đã có cải tà quy chánh thì chắc chắn anh sẽ lên làm thiên thần mà, lo gì. Đó, cứ tốt như thế này anh sẽ mãi mãi làm thiên thần. Còn anh mà làm điều xấu ha, tôi sẽ đày anh xuống địa ngục á. Được á. Tôi biết rồi mà. Ok mấy bạn ơi, có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Và nếu mà bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share, bấm nút subscribe nha. Và các bạn cũng đừng quên, sống ở trên đời này á thì các bạn á hãy làm thật là nhiều điều tốt nha. Hãy làm những điều gì đó có ích cho xã hội nha. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta cảm giác vui vẻ hơn và cũng sẽ giúp ích cho những người xung quanh chúng ta nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Goodbye.